Xem như hôm nay cái phần làm khung nhà nó xong hết rồi, phần dưới là xong hết rồi. Thì chờ cái thành phố gửi người đến kiểm tra. Xong là bắt đầu mình đi điện. Thì tính ra thì cái này chỉ có một mình tôi với bà vợ làm trong tổng cộng khoảng 2 tuần lễ. Đây nhà tắm đây. Cái này là ngày mai xong. Rồi bắt đầu đi đường nước vô. Tính ra đây làm tới 3 phòng rộng à. Coi như king size không đó. Đây là bản vẽ. Rồi cái này là cái working permit, cái building permit của thành phố Bellevue này. Thì thành phố nào cũng vậy, nó có một chính sách riêng của nó khác nhau, chỉ cách đây có 20 cây số thôi thì luật lệ nó khác nhau nhiều lắm. Thì thế mình ở sống nơi nào mình phải theo luật lệ của nơi đó thôi. Ở chỗ tôi đang ở đó thì nó không cần thanh tra cái những cái khung này, còn ở đây thì nó phải thanh tra cái khung này nhưng mà nó lại không không kiểm tra điện mà lại kiểm tra ống nước như nổ. Ok, thôi gặp lại các bạn sau. Thì nói một tí xíu nữa. Thì người bạn mình hỏi mình cái vấn đề là khi mà sửa vô như vậy đó thì cái máy trao đổi không khí nó khí đó nó ngừng đó. Thì nó trao đổi như thế nào? Thì nóng á thì nó sẽ nó mùa hè đó thì hiện tại coi như thí dụ như mùa đông thì trong nhà sưởi nóng khi trước khi ra thành phố nó thổi ra ra ngoài khỏi nhà đó thì nó đã trung hòa với cái gió lạnh từ ngoài vô để nó lấy nhiệt độ trung bình. Thí dụ như tôi đã nói qua đó thì mùa mùa hè sao? Thì mùa hè đó thì cái máy này nó sẽ không chạy, sưởi này nè nó không chạy, mà máy lạnh từ ở ngoài đó nè, từ tuốc ở ngoài đó nè nó chạy vô, nó theo những đường ống này nó chạy vô đây nè. Cái này là cái ổ tỏa nhiệt, cái ổ tỏa nhiệt cho máy lạnh. Thì cái máy sưởi này cánh quạt nó luôn luôn nó quạt, khi nào mà đủ nhiệt độ thì nó ngưng đó. Thì cho sưởi như vậy mà cho máy lạnh cũng giống nhau như vậy thôi. Rồi cái hệ thống trung hòa các bạn thấy có 4 ống đó, nhưng mà vô trong thì các bạn thấy có cái ổ vuông, hình cũng ổ vuông mà nó để sắp hình chéo đó, mình thấy đó gì để cho thấy đó là bốn cái ống nữa, cái ống nó vô đó thì nó sẽ chia phân đôi mà nó không có nhập lại với nhau, nó rời, nó chỉ trao đổi về nhiệt độ mà thôi. Thì thí dụ như mùa đông, mùa hè, mình nói tới mùa hè thì trong nhà dùng máy lạnh này, nó lạnh trong nhà mà nó nóng ở ngoài đường. Thì thế mà khi mà nó vô cái phòng đó, nó kéo vô ở từ ngoài nó kéo vô, thì nó kéo vô hơi nóng, mà trong nhà nó lại thổi ra hơi lạnh. Vì thế mà cái máy này nó sẽ trung hòa giữa nóng và lạnh, nó trung hòa lại. Đó thì trung hòa thì thật sự ở mùa hè đó thì trung hòa không có nhiều nhiệt độ lắm, là tại vì ở trong này mình lạnh mình giữ khoảng 20 độ trong nhà, thì ở ngoài nhiều khi nhiệt độ khoảng 30 độ thì nó chênh lệch nhau có 10 độ thôi. Thì chênh lại với nhau 10 độ thì có thể trung hòa trong này. Khi mà ở ngoài nó vô thí dụ như 30 độ nó vô thì ở đây nó xả ra ngoài là 20 độ thì trung hòa của nó khoảng 25 độ. Đó thì chỉ là như vậy thôi, nó không có gì hết. Tức là một cái máy này
Và cái máy này với cái máy kia nó có hai chức năng khác nhau, cho hai mùa khác nhau, cũng cùng một cái máy. Ok. Chúc các bạn có một ngày tươi đẹp. Thì cái này là công ty này nó làm đây đó, nó làm chuyên làm mấy cái này nè. Nó thì có gì hư đó, mình còn warranty mà. Thì warranty cho những cái máy này thì làm về công công thợ đó thì nó warranty cho 1 năm. Nhưng mà về máy này đó thì làm warranty 25 năm. Mình không được quyền đụng chạm vô trong này, không ai được phép đụng vô hết. Chỉ thợ của tụi nó, của hãng nó đem đến thôi. Rồi phòng tắm thì hôm nay mình làm như thế này rồi thì mình quên mấy cái ổ khoan, mấy cái khoan tròn của nó đó, quên để đây nhà đẳng chưa đem đến thì thấy ngày mai đem đến làm đó, rồi là mình bắn đinh xuống. Cái này làm nhà tắm, cái đó mới lắp vô. Đó thì mình làm xong mấy cây đó mình cắt ha. Mình cắt ra thì nó trở thành cái thấy cửa rõ ràng. Ok, để chuẩn bị đi trở lại lấy xe thì mình sẽ làm cho hãng này chạy bằng công, chạy công lạnh đó, rồi đi hôm nay đi đến ký giấy tờ với lấy một số bài học về học, rồi đi thử nước miếng cho có xem coi mình có dùng cái thuốc thuốc phiện này kia hay không. Thì mình chỉ làm 2-3 ngày một tuần thôi, nhưng mà chưa biết làm sao. Thì nhưng mà nó muốn thì tôi làm cho nó là đủ giờ, thì chưa biết là tôi có quyết định gì khác hay không. Có thể là tuần sau thì tôi có bắt đầu trở lại làm. Action đó. Còn là chưa đủ điểm đấy đó. Lấy thằng chồng cái này mà nó chồng chưa đủ điểm. That's it. À, chồng phải biết cô gái, biết nhảy đầm mới đủ điểm. Phải đi ra ngoài cô gái đúng không? Ừ. Chứ còn ở đây cứ ôm mấy đồ này không à. That's it. Yeah. Đến một chuyện. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành mà. Nó biết cái gì nó cũng biết làm, cần gì nó phải ăn học đâu. Người ta không biết ta mới học chứ, còn mình biết mình ăn học chi. Chứ nhìn nó thấy nó làm, mình làm được rồi chứ đâu cần phải ăn học chi. Chứ phải làm cho đúng này chứ đừng làm sai à. Chứ đâu. Máy này mà máy Mỹ, xem YouTube ở bên Mỹ đó, máy Mỹ nó làm rồi nó hết lấy cái prime mà rồi nó lấy tùm lum hết, mà cái này thì mục đích nó đâu có hình như cái này bị crack. Giờ cái crack cái này có thể đem đổi lại, chắc nhà đổi không được cái gì mà nó xong rồi mua đâu có đủ đâu. Thì hai cái nè, hơi crack một chút xíu đâu sao. Này nó thay vô đây để nó chảy thôi chứ nó không phải là keo, nó chảy. Dạ.
Mỹ nó làm kiểu quá trời, chạy em cũng lên YouTube nó cả triệu view chứ. Mẹ. Học mà nhìn nó làm bắt chước nó làm theo không có đúng đâu. Nổi cái chỗ đó không đó mà nó làm này nó đo rồi nó đã rồi nó tùm lum hết rồi nó ô là chuyện đóng chuyện có gì đâu, cái này đang là để nó chảy ra mà nó dính lại. Beautiful. Yeah. Những cái khoan lỗ cho anh thực sinh cái viết. Ok, thấp hơn này được rồi. Ok, thấp hơn là được. Cái này thấp hơn. Cái này thấp hơn và yeah. Ok good. Cái này vừa không phải chấp nối gì hết. Yeah. Không cần chấp nối gì hết. Yeah, chỉ cần thấp hơn chút xíu là được. Vừa dặn. Look nice. Look beautiful. Yeah. Cái này là tối đa được xuống nó bằng không? Nó là bằng luôn. That's it. That's the way we want it. Okay. Gắn cho đàng hoàng thì nó phá thôi. Dạ, yeah, ngay rồi. Dạ, nó xin. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Nè, mà làm sai ống này đó là phải đập cái khuẩn này ra đó. Mình nối thêm cái ống khác vô mới tơi tả. Thế làm dấu nè. Thank you.
Khởi viết lên rồi. Why can't I see it? Làm lại lần nữa đi nhé. That's the one, we don't want that way. I thought the mặt này nó hơi. Đẹp. That's it. Yeah. Ok, lúc mà trông nó ok. Đã xịt vừa ngắm như thế này. Dạ, nó chỉ cần chút xíu nó nằm dưới ở dưới mặt đất mình chút xíu thôi. Ok, good. Không có cộm lên, dạ. Chơi. Chôn nó xuống, bắt đầu.
mấy giờ rồi? 12 giờ chưa? Thằng nó bấm chuông không? À, chuẩn bị mình làm vịt quay nha. Chế nước sôi rồi đó. Bắt đầu mình pha giấm với nước đường. Quẹt quẹt đây nè. Cho nó da nó căng lại. Rồi để rồi mình nướng á, nó vàng lên. Này giấm đường. Để mà khi mà mình nướng nó đó, nó ra cái màu màu đỏ đó. Giấm này giấm qua nhà làm luôn đó các bạn, giấm là bằng cái tự biên dịch tự diễn đó nha. Đừng nói tại sao xem phim không rõ, nhìn không rõ, chỉ có cái phone thôi đó, cũng làm YouTuber đã gì. YouTuber không chuyên mà. Cái này quẹt thế này nè, khoảng 4-5 lần từ đây tới chiều. Rồi để ngoài khờ ngoài thế này nè. Rồi không nó để vô tủ lạnh. Để cho nó teo lại, nó teo qua da lại. Cho nó cứng lại. Thì làm y chang như là heo quay vậy. Y chang vậy thôi không khác gì, nhưng mà tại sao heo quay á khi nướng lên rồi đã cái da nó nở ra, nó nở kêu ra cái da heo, kêu bằng cái gì em, da heo mà nó đang nở ra đó là nó phùng ra cái gì, là tại vì da heo heo nó còn mở một đống thế này, một đống dày thế này ở bên trong này nè, thì khi mà nó nóng thật nóng, mình phải cho nó nóng thật nóng thì cái mỡ nó phải bung ra ngoài, nó bung ra ngoài đó thì nó phải thoát ra, nó làm rách cái da của nó đó. Mà trong cái da nó lì cái này rồi, nó bóc ra thì bắt đầu nó cái sừ 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 nó có bắp bộ này nè, nó ấy là thì thế mà nó giòn, thì nó thật sự nó là như vậy, không cần gì khác hơn nữa hết. Rồi con vịt mình làm giống cái trang vậy, mà tại sao mà cái da nó lì xuống mà nó phẳng, nó mỏng lại, thì tại vì mỡ quá ít nó không có bung ra ngoài được, mà nó lại thấm, nó chảy đâu xuống ở vô 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 bên trong đó, nó thấm lại ở trong trong cái thịt của nó, thì nó khác nhau chỗ đó thôi. Đây có nghiệp bổ dừa hương nè, có ngũ trảo nè, có tiêu nè, có tỏi nè, có gừng nè, chút xíu đường, chút xíu muối. Giờ bắt đầu ốp 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 phía bên trong của nó mấy gia vị nè, gia vị nào mình cảm thấy mình thích mình làm mình để dùng ăn, tại mình làm mình ăn mà, chứ mình đâu cho ai ăn đâu mà sợ. Bây giờ mình thích mình ăn thì không giống ai hết như đồ đất.
Nếu có bột thì để bột, không có bột thì coi như gừng, mình không có bột thì mình lấy gừng tươi mình bỏ vô. Nó trét thì đừng trét vô da nó thôi. Đó thì chỉ bên trong này. Ok. Này để ngày mai trước khi khi nướng nó cho nó vô một lần nữa rồi mình bỏ đồ đồ bỏ mấy cái trái bom á, trái táo á vô cho phồng ra. Khi mình nướng nó phồng ra nó không có nó không có giòn. À, thì sau khi mình luộc xong đó, cho nước sôi xong đó, các bạn thấy nè, nó nhúng lại, nó mỏng lại, cái da nó mỏng lại, để ngoài nó khô còn mỏng hơn nữa. Ngày mai đó bắt đầu mình khi mà mình nướng đó, mình sẽ thấy nó mỏng hơn nữa. Bây giờ chỉ nước đường giấm, chỉ vậy thôi. Người ta dùng thay vì dùng siro hay là dùng ai dùng gì mình có gì mình dùng cái đó. Hôm nay là mình làm thịt quay đi, vịt quay chứ, làm vịt quay Mà có quay đâu ạ? nướng Đang yên chỗ chứ sao có quay đâu ta? không có quay, nướng chảo thôi. Một hồi nó quay 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 cái lưng nó lên. Nó màu sắc rất là ngon nha. Tức là để qua một ngày ở trong tủ lạnh đấy.